Tri kỷ, một người bạn trong cuộc sống. Trong cuộc sống hối hả ngày hôm nay, vốn có rất nhiều điều làm cho chúng ta luôn có cảm giác sống trong cô đơn. Cái cảm giác cô đơn ở đây không phải là do bạn sống một mình mới có cảm giác đó. Đôi khi chúng ta là những người đã có gia đình, có rất nhiều bạn bè và người thân xung quanh chúng ta. Nhưng chưa chắc chúng ta có thể chia sẻ một cách thoải mái hết những nỗi niềm tâm sự của cá nhân mình cho họ nghe. Vậy ai mới là người để chúng ta có thể mở lòng mình, đặt trọn niềm tin, chia sẻ những niềm vui và tâm sự một cách thoải mái nhất? Và người đó chúng ta hay gọi là tri kỷ. Chủ đề ngày hôm nay sẽ nói về người bạn tri kỷ này. Với một góc nhìn riêng của cá nhân tôi, chúng ta cùng trao đổi và suy nghĩ về những điều thú vị từ người bạn này nhé. Tri kỷ là thứ tình cảm vô định, cái mà người ta gọi là trên tình bạn, nhưng lại thi vị hơn cả một tình yêu. Cảm xúc của con người luôn thay đổi muôn màu. Ngoài tình yêu, tình bạn và tình thân, chúng ta vẫn còn một thứ tình cảm. Nó là sự kết tinh của ba điều nói trên, gọi là tri kỷ. Tình thân là những thành viên trong gia đình mà chúng ta vô cùng gần gũi, đến mức chỉ cần nhìn nhau cũng đã thấu hiểu được những suy nghĩ của mỗi người. Người thân là nơi chúng ta luôn tìm về khi vấp ngã trong cả tình bạn lẫn tình yêu. Là những người mà ta biết được họ sẽ luôn giang tay ôm chặt, che chở và bỏ qua mọi điều lỗi lầm trong cuộc sống này. Còn tình bạn là người có thể cùng ta chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ và tâm sự cùng nhau. Họ đến với ta bởi chúng ta cùng quan điểm, lý tưởng và khát vọng sống. Họ là những người biết khuyết điểm của bạn, nhưng lại không chê bai, mà luôn ủng hộ bạn trong mọi việc. Khi cần sự giúp đỡ, họ lại là người đầu tiên xuất hiện. Và ngược lại, khi người đó buồn, chúng ta cũng sẽ là đích đến đầu tiên của họ. Còn trong tình yêu, đây là người khá là quan trọng. Họ có thể là người để ta gửi gắm tình yêu thương, hoặc đó chính là người sẽ theo ta suốt một quãng đời còn lại. Nó trên mức tình bạn và thú vị hơn tình thân. Là người có thể cùng bạn trải qua những cảm xúc thăng hoa của đôi lứa. Đơn giản, chỉ cần ngồi cạnh nhau hay đi dạo một vòng buổi tối, thì trong lòng cũng đã cảm thấy vui. Là người mà bạn luôn chờ đợi những dòng tin nhắn. Khi đọc được nó, bạn sẽ mỉm cười một mình. Là người mình luôn nhớ về mỗi tối và nghĩ đến ngay đầu tiên khi thức dậy. Tuy nhiên, có những nỗi niềm tâm sự hay là những chuyện thầm kín, tế nhị của bản thân, chưa chắc chúng ta có thể nói ra hết với người mình yêu. Vậy tri kỷ là ai? Là người như thế nào đối với chúng ta trong cuộc sống này? Tri kỷ, đó là những người sống rất nội tâm, đồng cảm, luôn có sự cảm thông trong cuộc sống. Là người duy nhất khiến cho chúng ta mở lòng, tâm sự hết tất cả những chuyện thầm kín tế nhị hay những u sầu đang mắc phải với một tâm lý thoải mái nhất. Đây là người mà chúng ta sẽ bỏ hết sự hoài nghi trong cuộc sống, đặt hết niềm tin và chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ có sự phản bội. Không sợ họ nói những điều bí mật nội tâm của bạn cho những người khác biết. Đây chính là đặc điểm quan trọng để chúng ta cảm nhận được ai đang hoặc sẽ là người tri kỷ của bạn. Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp bị một áp lực nội tâm gì đó mà không ai có thể để bạn nói ra được hết những nỗi niềm đó? Đôi lúc phải đứng trước gương, tự nói với chính mình trong gương, rồi tự hỏi, cũng tự trả lời, và rồi tự khóc. Nhiều khi bản thân cũng tự nghĩ, hay là mình bị bệnh trầm cảm ta? Sao tự nhiên nói chuyện một mình trong gương vậy? Chẳng qua là bạn không dám tin vào bất cứ ai, và cũng chưa có ai để bạn đồng cảm, đáng tin cậy trong sâu thẳm nội tâm của bạn. Nên chẳng thà nói chuyện với tấm gương vô tri vô giác kia,
để được giải tỏa tâm lý và điều quan trọng nhất là giữ được bí mật của nội tâm. Xin lưu ý, nếu những ai đang mắc phải thì chúng ta nên bỏ thói quen này vì điều này không tốt cho sức khỏe của bạn. Bạn tri kỷ là người luôn kiên nhẫn lắng nghe ta kể lể đủ điều, nhất là về những điều phiền muộn, khó chịu, những ước mơ hoài bão, tưởng chừng như diễn dông điên rồ, mà họ chẳng bao giờ chế giễu, nhạo báng ta hay cảm thấy sốt ruột vì mất thời gian của họ. Về điểm riêng này, chúng ta phải luôn biết ơn và quý trọng họ. Vì có phải khi bạn khổ tâm nhất là chúng ta muốn tìm đến tâm sự với người bạn này? Họ luôn là người hiểu ta nhất. Đôi khi chỉ cần bạn có một cử chỉ nhỏ thôi, với sự cảm nhận bằng trực giác bản năng của họ, hay còn gọi đó là sự đồng cảm, người đó cũng đủ để hiểu được suy nghĩ và tư duy của bạn. Người bạn tri kỷ là người luôn đóng vai ác trong cuộc đời của bạn. Họ thẳng thắn phê bình những khuyết điểm, sai lầm mà chẳng sợ ta khó chịu hay nổi giận, và luôn cho ta những lời khuyên rất chân thành, có lợi nhất cho chúng ta. Hay họ là những người luôn âm thầm lặng lẽ, mang đến cho chúng ta những niềm vui, hạnh phúc giản dị, nhưng chẳng bao giờ kể công. Trong cuộc sống, tìm được một người mình yêu thương, tâm đầu ý hợp đã khó, tìm được một người bạn tri kỷ còn khó hơn gấp nghìn lần. Do đó, có nhiều sự ngộ nhận của cảm xúc, tình cảm lấn át, làm cho chúng ta vượt qua ranh giới và làm mất đi người bạn tri kỷ này. Ranh giới tình cảm của người bạn tri kỷ, đó là một thứ tình tâm giao vừa tạo cho ta cảm giác ấm áp, hạnh phúc như tình yêu, lại vừa nâng giữ, bảo bọc như tình thân. Ranh giới này khiến cho chúng ta dễ bị ngộ nhận. Thành ra nó mong manh tới mức không phải người trong cuộc nào cũng có thể tỉnh táo mà phân định. Nếu chúng ta để cảm xúc cá nhân bị ngộ nhận vượt qua ranh giới từ tri kỷ thành tình yêu, thì có thể là sẽ mất đi người bạn tri kỷ này đấy. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng đã là bạn tri kỷ thì phải cùng đồng hành trên tất cả những chặng đường đời, phải thường xuyên hẹn hò với nhau như hình với bóng, hay phải nói chuyện điện thoại với nhau mấy tiếng đồng hồ. Thực ra không phải là như vậy. Có khi cả năm chẳng có cơ hội gặp nhau lần nào. Thỉnh thoảng có gọi điện thoại cũng chỉ nói ngắn gọn vài câu. Ấy nhưng mà mỗi lúc ở cạnh nhau, không cần ai phải nói nhiều, cả hai đều đọc được suy nghĩ của người kia và hiểu hết mọi tính cách của nhau. Dù không thể đồng hành trên mỗi chặng đường đời, nhưng họ vẫn luôn nhớ về nhau. Tóm lại, theo lý thuyết, người hạnh phúc thì không cần có tình nhân, nhưng con người muốn hưởng hạnh phúc trọn vẹn thì vẫn phải có thêm một người bạn tri kỷ. Nếu như bạn đang có một người tri kỷ như thế, chắc hẳn là bạn đang rất may mắn trong cuộc đời này. Một người tri kỷ giống như chiếc chìa khóa mở ra những cảm xúc bí mật ẩn sâu bên trong tâm hồn bạn, giúp bạn có được những thứ chân thật nhất trong cuộc đời này. Vậy nên, khi có một ai đó cầm được chiếc chìa khóa, mở được chiếc hộp bí ẩn kia để chạm sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn bạn, thì hẳn đó là người tri kỷ.